Hoặc bác nói nhiều nhưng mà nói lăng mang đâu. Nói nhiều nhưng mà nói lăng mang đâu. Cũng mới quen mà thấy nói chuyện nó không ráp được vô đâu hết á. Cứ chuyện bé tí đâu trên mạng á, lem ra nói chuyện là bất đồng quá nhiều đó. Thì chồng con cứ nó lồng lộn lên. Một cái là kết hôn thì làm cưới thì cho làm tiếp, không thôi không cho làm. Thì con nói ủa vô duyên, cái này là khách hàng người ta yêu cầu thì cái này tôi ở trên cương vị là tôi book người ta, đang trao đổi với người ta về hợp đồng này kia thôi chứ đâu có tiếc ta thôi gì đâu mà suy nghĩ nhiều như vậy. Con chào cô Hồng Vân, chú Thuận cùng với quý vị khán giả. Con tên là Mai Mai, hiện tại công việc của con là một social media và agency. Ngoài ra thì có một công việc không lương nữa, đó là mẹ bỉm ở nhà chăm con. Mai nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 34 rồi. 34, mời chồng Mai. Con chào cô Vân, chào chú Thuận, chào quý vị khán giả. Con tên là Hồ Văn Lai. Công việc hiện tại của con bây giờ là nhân viên văn phòng. Con bằng tuổi vợ con là 34. Vậy thì cơ duyên nào mà chàng văn phòng gặp cô nàng casting? Lúc mà vợ chồng con gặp nhau lần đầu tiên á, là trong một buổi tiệc sinh nhật của sếp của vợ con, đồng hương của con, nên cũng có mời con đi theo. Lần đầu tiên nhìn thấy Mai Mai, con có ấn tượng nhiều với cô gái này không? Kiểu hoạt bát, nói nhiều nhưng mà nói lăng mang đâu. Nói nhiều nhưng mà nói lăng mang đâu. Cũng nổi bật hơn những khách mời khác trong kiểu suy nghĩ của mình á. Cái buổi tiệc đó con có gặp Lai không? Dạ có. Con có ấn tượng gì vậy không? Dạ có, tại vì tự nhiên thật sự lúc đó ai cũng đầu đen mà có mỗi ông này cái đầu trắng bóp. Ông nhuộm cái tóc đầu trắng bóp. Nhuộm cái màu bạc luôn hả? Dạ, màu bạc kim á hả? Văn phòng này chắc kinh doanh về cái gì rồi? Đó. Con nhận thấy là khá thân với sếp. Tại vì sếp thường xuyên quay qua nói chuyện này kia, hỏi thăm này kia rất là nhiều. Rồi xong rồi thì con thấy nói chuyện cũng hiền mà nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Thì con cũng bình thường thôi. Rồi cái xong tiệc thì Mạnh Lai nó về thôi. Tự nhiên 3-4 ngày sau gì á, con thấy Facebook hiện lên cái nick Facebook của chồng con gửi kết bạn cho con. Thì con vô con coi thử thì có bạn chung là sếp. Thì con mới nhớ, con nhìn thấy mặt á là con nhớ ngay là à thì ra là cái thằng cha tóc bạc hôm bữa. Lúc đó con cũng kiểu thì mình nghĩ là thôi dù gì cũng đồng hương của sếp mình á, thì con lịch sự con chấp nhận lại. Sinh nhật của vợ em á là ngày 7 tháng 5. Thì hôm đó em rủ đi xem phim. Thì xem phim về thì em có hỏi nhỏ là bây giờ có quen ai chưa. Thì vợ em nói chưa, thế là em tỏ tình luôn. Rồi sau đó tình yêu thì sao? Dạ thì vừa hôm 7 tháng 5 sinh nhật con tỏ tình xong thì đâu tầm cuối tháng 5 cái giãn cách xã hội phong tỏa thì lúc đó con nhà con Gò Vấp, chồng con lúc đó ở chung cư quận 9 nên không cho ra không cho vô luôn. Chat online với nhau qua Messenger thôi rồi bắt đầu nói chuyện. Lúc đó là hoàn toàn không gặp được nhau luôn. Con cảm nhận được là cả hai lúc đó đều là do là một phần là không gặp trực tiếp được nhau nên có những cái khó chịu bức bối trong lòng á. Kiểu như là sơ hở là cãi. Cái đụng chút nhỏ xíu thôi cũng cãi. Con thấy nhiều chuyện nó vô duyên lắm. Cũng cãi. Rồi xong có một cái chuyện lớn á, là có một cái nữ ca sĩ làm từ thiện á. Thì lúc đó tự nhiên cái mạng xã hội rần rần lên, kiểu lên án cái ca sĩ đó là không có trung thực. Thì con mới nói, con lúc đó con cũng chia sẻ qua mạng, qua tin nhắn thì con mới nói là kiểu là con cũng binh. Thấy có chuyện vậy thôi là bất đồng về quan điểm về cách làm từ thiện. Đúng không? Đó. Xong rồi cãi nhau rồi chia tay luôn. Chia tay luôn. Trời ơi. Tháng 9 mở cửa không có giãn cách nữa thì lúc đó con mới cũng nhắn con chủ động mà con hỏi là hôm nay có nhà không, đi hay là đi làm gì chưa, thì kêu là chưa. Cũng trả lời cục xúc lắm. Xong rồi con mới chủ động qua con nói là bữa giờ thì cũng giãn cách như vậy á thì mình khó mà có thể mà nói chuyện trực tiếp để mà hiểu nhau hơn thì thôi bây giờ chuyện vừa rồi thôi bỏ qua đi rồi tìm hiểu lại. Vì bây giờ cũng không có bị giãn cách nữa thì mình có thể gặp trực tiếp để mà có gì thì mình trao đổi trực tiếp, mình không phải qua mạng xã hội nữa. Không chịu. Đời chia tay luôn. Trời ơi. Tại vì lúc đó bất đồng mà bất đồng dữ lắm. Bất cứ chuyện gì cũng bất đồng hết á. Ủa nhưng mà nè, trời ơi, làm gì mà đàn ông mà giận dai quá vậy? Cũng mới quen mà thấy nói chuyện nó không ráp được vô đâu hết á. Cứ chuyện bé tí đâu trên mạng á, lem ra nói chuyện là bất đồng quá nhiều đó. Sao rồi được? Khoảng 2-3 tháng sau á, cái chủ động nhắn hỏi thăm. Kiểu thiếu thiếu. Bây giờ ngồi rảnh quá mà không có ai nói chuyện. Nhớ nhớ cái là mình gọi điện hỏi thăm xong rồi bây giờ nói là mà bây giờ mình quay lại với nhau đi, không phải là quay lại là tìm hiểu nữa mà muốn tiến xa hơn. Tại một phần là mình cũng lớn rồi, mình cũng không muốn là kiểu tìm hiểu nhiều quá nữa. Đề nghị con vậy rồi con
con cũng đồng ý ở mức độ là quay lại thôi, chứ con lúc đó công việc nó cũng nhiều á. Tại vì vừa giãn cách xong cái là tự nhiên xô chậu đổ về công ty cũng khá là nhiều á. Thì con lúc đó con bận cách tin đời này kia nó lung tung beng hết, rồi chưa kể là con phải on set để take care diễn viên nữa. Nên con chưa có đồng ý cái việc mà tiến đến hôn nhân. Thì tự nhiên vô tình có một cái job, thì cái job đó là cần một cái nam diễn viên, thì vô tình là bên khách hàng yêu cầu là book cái nam diễn viên đó. Thì nam diễn viên đó là xém là người yêu cũ con thôi, chứ chưa có quen yêu đương gì hết trơn á. Thì chồng con lúc đó lồng lộn lên. Một là kết hôn thì làm cưới thì cho làm tiếp, không thôi không cho làm. Thì con nói ủa vui gì, cái này là khách hàng người ta yêu cầu, thì cái này tôi ở trên cương vị là tôi book người ta, đang trao đổi với người ta về hợp đồng này kia thôi, chứ đâu có tiếc xa xôi gì đâu mà suy nghĩ nhiều như vậy. Thì xong rồi cái nói bây giờ là như vậy đó, bây giờ lựa đi, nếu như mà muốn làm tiếp á thì kết hôn để cho ở đâu yên vị đó, rồi làm tiếp thì làm. Thì con về con cũng suy nghĩ mấy ngày, con nghĩ thôi dù gì thì đây cũng là mối cái tình cảm thật của mình á, nên thôi con cũng đồng ý tiến đến kết hôn luôn. Cái này là con không phải là con không có tin vợ con, mà kiểu mình không có tin tưởng người kia. Nhưng mà chồng con là có cái những cái tật gì mà con không chịu được? Bừa bãi, bậy hầy á. Cái phòng tắm nhà con thì nó sát với cái giỏ đồ luôn, giỏ đồ dơ á, để mà gom đi giặt á. Thì thay vì tắm xong á thì mình ra mình tiện tay mình quăng vô cái giỏ đồ đi. Không, treo trong cái móc trong phòng tắm, xong phải có thêm người đi dọn. Sao rồi? Rồi chưa kể nhiều lúc á, hiện tại con chăm bé nên con ăn thất thường lắm. Nhưng mà ví dụ rảnh lúc nào con ăn lúc đó, và con sẽ ăn trước chồng con. Thì chồng con ăn sau thì thay người ta là ví dụ cơm còn á thì vét đây giùm con một cái, bỏ tủ lạnh giùm con một cái, nó cũng bớt đi một việc. Không, để khuya con đợi con bé nó ngủ rồi phải lọ mọ xuống bắt đầu dọn lắc nhắc. Dạ, đã nói được cái câu là cái việc có chút xíu hà mà mình thấy mình không tự làm. Con mong muốn chồng cái con... đó thôi đó. Mong muốn rồi. Chồng con chia sẻ cái việc nhà với con một xíu. Dạ, đúng không? Đừng có nghĩ đó là chút xíu, nhưng mà mỗi ngày con đều phải làm rất nhiều cái chút xíu đó. Cộng với việc cô chú biết không, nhiều khi á con thì con ham, kiểu nói thẳng là con ham kiếm thêm lắm, vừa cho chăm bé mới 9 tháng nè, cho nó ăn cho nó bú mớm xong rồi dọn mấy cái lặt vặt đó, rồi nhiều khi công ty giao chớp á, con ngồi con làm online nữa, lúc nào mở miệng ra cũng nói con là mấy việc chút xíu mà nói hoài. Rồi bây giờ tới like đó. Dạ, dạ là tỉ mỉ quá, với lại là hơi cọc tính, từ khi chưa có bầu là đã cọc rồi. Con quên cái áo gì trong đó. Nhỏ, thấy chưa? Là một chuyện nhỏ đó. Là đụng đâu là đóng cửa âm. Anh nói ví dụ như dọn một ngày hai ngày còn được, mà nó cứ kéo dài ngày nào cũng phải dọn cho lâu lâu chắc... nhiêu đó thôi à. Chú là chuyên gia cũng bỏ quên như vậy đó, mà sau này từ khắc phục. Mình phải thay đổi thôi. Giờ trước khi tạm biệt, để chú cho... chú nghĩ là con cần phải có một cái điều gì đó với chú vợ, chú lại những cái lần hay quên của mình đi con, hứa rồi với vợ đi. Nay mượn cái cớ chương trình thì chồng muốn nói vợ là có gì thì bỏ qua chồng, cố gắng khắc phục những cái mà nhỏ nhỏ li ti đó để giúp vợ một phần nào đỡ căng thẳng hơn. Cố gắng của... Hứa lần này lần thứ nhiêu rồi? Không, không mà lần này hứa là có bao nhiêu người làm chứng. Con hiểu không? Mai mốt mà cứ quên đó là con cứ cắt nguyên cái đoạn này thôi. Cắt chút xíu cái vai rồi nhỏ xíu này là... Đó, nè em coi nè, em hứa nè. Đó, là mình xong. Bây giờ xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thân Trọng Kỳ. Năm nay là em 28 tuổi. Là em là kỹ sư điện. Dạ, quê em ở Bình Định. Dạ, em chào anh chị. Em tên là Huỳnh Thị Thế Hiệp. Em năm nay 29 tuổi, em là kế toán. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở gốc thì ở Quảng Ngãi, nhưng mà em sống ở trên Gia Lai. Dạ. Hai em cơ duyên nào mà gặp nhau ta? Cách đây là 9 năm, em đi theo bạn trai cũ của em đi về quê bạn trai chơi thì gặp chồng em luôn. Dạ lúc đó. Ủa chị vậy? Bá đạo. Dạ lúc cái điều này chắc phải có lý giải nè. Dạ tại vì bạn trai cũ của em là bạn thân của chồng em. Em vẫn lúc đó vẫn có bạn gái. Sau này sau mới vô Sài Gòn, bạn em với vợ em bây giờ chia tay. Quen xong quan tâm, lúc đầu là chỉ có bạn bè thôi. Nhưng mà cuối cùng là có một bữa nhìn thấy, ủa sao con này đẹp quá. Trời ôm luôn. Ôm luôn, chịu luôn. Xong lúc đó chị nhói tim luôn, cảm giác rồi.
được, anh là được. Ừ, thâu đầu đó phải không? Thâu đầu, chịu luôn chị. Ừ, đúng một nửa của mình rồi. Sau khi cái bạn nó bỏ đi, em có cảm thấy áy náy không? Sau này quen nhau mà 3 tháng sau á, mới nghĩ, ủa sao mình kỳ cục vậy? Tại lúc đó là quen nè. Không, nói chung 3 trong... tháng sau mới cảm giác cái đó. Không, nói chung mà vẫn có ít ít ít. Nhưng sau này á, 3 tháng sau á, sao em mới nói về em á, thôi bây giờ chắc mình ấy giờ cũng thấy có lỗi quá. Thôi vậy em đi bỏ lên Đắk Lắk. Bỏ em đi luôn á chị, 20 ngày. Là em thì cứ chờ điện thoại, chờ hoài luôn. Không thấy vậy. Rồi sau đó thì là có quay lại không? Em vẫn quay về. Về rồi em mới nói là thôi hai hai đứa chia tay đi. Là hai vợ chồng em là chia tay 2 năm. Sau con đợt đấy em ở dưới Long An á, bạn em hồi đó có liên lạc với vợ bây giờ. Sau mới gọi uống phê. Thì em cứ nghĩ là uống phê bình thường thôi. Ai về lên thấy em lên trước. Sao không đổ nữa chị lóc tóc vậy sao cái ủa. Sao gặp gặp sao hai đứa mới cảm thấy vẫn còn tình cảm. Sau hai đứa tiếp tục quen 7 tháng sau kia rồi bác sĩ kêu cưới luôn. Cưới là do bác sĩ kêu cưới. Sau khi cưới lấy xong rồi có khổ không? 3 năm đầu hôn nhân cũng dữ dàng lắm á chị. Đâu dữ dàng chiến đấu là kịch liệt lắm luôn á. Là sao đâu? Là có một cái đợt là chuẩn bị chồng tiền đất là sáng ngày mai chồng, mà tối nay là chồng em đi lấy tiền công trình về. Xong rồi chồng em đi nhậu luôn, em điện về không chịu về, cứ cà kê miết. Xong cái tới chừng khoảng 11 giờ đêm chạy về đem tiền về, cái em cầm cục tiền đó quăng hết vào đường luôn. Rồi đó coi. Là em vô em coi em ngủ. Mà cái tiền đó khoảng nhiêu? 20 mấy triệu á. Trời mà quăng vậy hả? Dạ. Mà lúc đó em tức lắm, em làm cũng cực để tiền em lấy về để mà lo cuộc sống gia đình mà sao lại mua đất mà cái đâu ấy ấy đâu. Ừ. Xong rồi em mới tức quá rồi em mới gọi điện cho con bé bé mà em làm ở chỗ làm á. Em rủ bé bé đi ba với anh chơi, cho anh buồn quá. Sau em mới dẫn bé vô ba chơi nhậu, nhậu xong rồi em cũng say rồi, em chở bé về. Rồi em về, về sáng hôm sau lôi động vậy nói nữa. Nhưng mà tối hôm đó em có biết là chồng em đi ba với một người không, gái khác? Em hoàn toàn không biết chị. Xong rồi mấy ngày sau em lục điện thoại ra mới biết. Biết xong em tức quá mà. Xong cái em mới nói ông Kỳ giờ ông muốn gì? Thôi thì bây giờ ông chọn đi, một là tôi, hai là con nhỏ đó. Cái ông im miết vậy. Im miết mà không nói chọn ai. Em mà lý do gì em luôn á. Không, dạ. Lúc đó sao quằn vợ đòi ly dị sao tùm lum hết. Sao em mới tức em không nói. Nhưng mà lúc đó là chưa biết chuyện mà em là đi ấy. Đi chơi. Mà rồi sau đó thì cái em đòi ly dị, cãi nhau sàng luôn. Mày tao chửi qua chửi lại. Sao rồi tức quá vợ rồi còn dám kêu thằng mày. Cái em nói rồi chứ. Ủa mày nhỏ tưởng tao mà tao không được chơi. Em để cười sung sướng. Thôi nói nghe nè. Thật ra là còn mày ta nữa không? Dạ cũng còn. Nói chung là hạn chế. Ví dụ như giỡn thì mày vậy chút xíu thôi. Trời giỡn kì. Có lúc nào mà em tức quá về cái chuyện mà cứ xưng mày tao với em không? Ý lớn hơn mình á rồi nó ăn hiếp mình hoài. Không, nhiều lúc hai vợ chồng tức nhau á thì em biết tính vợ em thì nó cũng hơi ngang. Thì nói cho thỏa lòng, nói cho nó đã vậy. Nhưng mà xong là cũng xong, không có để là... Có bao giờ mà em đánh vợ em chưa? Dạ có một bữa em đi nhậu về á, là xỉn rồi mà em ngủ xong rồi vợ em kéo em đứng dậy nói hoài em không nói, rồi xong cái kéo qua kéo lại cũng đùi em cũng nói tới 2 giờ sáng rồi vẫn kéo. Thì biết từ 10 giờ mà tới 2 giờ sáng kéo tới 2 giờ sáng. Lúc đó tức quá rồi. Nhà có hai mẹ con em thôi, sợ em trưởng kế luôn á chị. Nhưng mà đúng rồi, em làm sao? Em kêu con này nó liều dữ ta. Con này nó liều dữ ta. Rồi nó nói mình là con luôn đó. Rồi lúc đó em tức rồi ạ. Mà suy nghĩ thôi chứ không có nói ra. Suy nghĩ à? Cái đọc em nói ra cho bị bọc tay. Sao rồi vợ em có cây mà quýnh con á. Em có một bên không á chị. Bữa nay nằm xuống tôi xử bài đó, tôi dạy bài cho. Thì em bắt vợ em nằm xuống nó thôi chừng nằm. Sao có nằm không? Không anh. Lớn rồi đâu phải con em nữa đâu mà nằm. Đứng dậy quất em luôn. Quất em luôn, em lấy càng quất cho mấy cái. Hay quất ở đâu? Quất em nè. Như em quýnh con em sao là chồng em quýnh em y xì vậy luôn. Trời ơi. Quất vậy nè. Dạ. Mà quýnh thiệt luôn hả? Quýnh thiệt luôn á. Quýnh đau điến luôn á. Rồi sao? Rồi có khóc không? Không, em khóc. Em khóc xong cái ảnh thấy vậy cái ảnh tội nghiệp em quá, xong cái anh lấy dầu anh xoa cho em. Em không có tao xoa đâu. Em nói quýnh tao rồi đừng xoa tao nữa. Anh buồn có anh khóc. Anh khóc xong cái em lấy chai siro của con em á. Em hù. Em uống thuốc tự tử. Trời. Em quay cái mặt qua em uống. Xong tự nhiên chồng em thấy em làm xuống mà cái chai thuốc còn đó. Chồng em tới lắc thấy chai thuốc hết mắt. Sợ mất không? Kêu em à giờ đi bệnh viện, anh chở em đi bệnh viện. Lúc đó anh em luôn á chị. Anh chở em đi bệnh viện, em kêu xe tao ra.
Sao nữa? Xong rồi ảnh mới gọi điện cho con bé em chạy qua. Lúc em tưởng vợ em tự tử thì không, em cũng sợ chứ. Sợ xong rồi lúc đó em mới gọi mấy em kêu bé Linh qua coi chị ba mày sao mà tự nhiên mà xong nằm thuốc này nó nằm anh ba sợ mà anh ba chở đi vậy nó không chịu. Vậy mới lên chạy qua tìm cho thấy mới lên gửi ba chạy siro. Em kêu ồ đùa bị lộ đó em còn mất cười. Cái em cười lên cái là thôi không dạ. Không mà có mấy bữa mà hai vợ chồng cũng giận nhau lắm, cũng đòi ly dị ly hôn. Xong có đợt mà em làm thì chuyện tiền bạc của em á thì vợ nó cũng tức. Rồi mà tiền công trình của em nhiều lúc em giấu vợ em không có nói đâu. Nhiều lúc mà em đi làm nhưng mà em cứ làm như này em đắp nhưng mà cuối cùng là tiền người ta giật tiền của em á, nhưng mà em không muốn vợ không biết. Nên là em cứ lấy này đắp riết xong nó hụt. Nó hụt rồi mới nó hụt xong á chị. Cái không có nói với em đâu, thay vì vậy mình nói với vợ là em bây giờ anh hụt tiền hay là gì để em tìm cách em giải quyết. Không, cứ im yết vậy á. Xong rồi cái còn mấy triệu ở trên công trình đó chị lái đâu được của ai á, cái đi đánh bài xong cái em biết được em đi tìm miếng không ra, cái em gọi điện qua cho chị chủ quán đó, chủ quán kêu nói bên đây này Hiệp chạy qua đi, em phi xe chạy qua luôn. Xong rồi cái em giục cái đăng ký cho tôi. Không, lúc đó em cũng sợ nghe, đang cầm bộ ba xe vậy. Thấy quà hết hồn, ủa rồi thấy ký không nói hết hồn em cũng ngại. Em thấy đông quá mà em cũng sợ, tôi ký thiệt nhưng mà em không ký tên của em, mình ký tên người khác. Rồi em về nghe thôi mấy anh cho em về, để em về xong rồi cũng đòi lấy vậy nữa. Vậy cứ đi nó dốc anh nói chứ. Đây thì đây, tao mà sợ mày hả? Dạ, đi ra giữa đường cái anh chở em thẳng vô quán mì Quảng, ăn mì Quảng. Sao nó nên lễ ai làm việc mà. Xong rồi đi sáng rồi uống cà phê qua bạn chơi lễ xong hết rồi xong rồi. Đâu quay đó. Ủa mà hồi đó giờ là hai đứa là viết bao nhiêu cái lá đơn rồi? Bốn lần rồi dạ. Không? Gần đây nhất là chuyện gì nữa mà viết đơn nữa? Không, chỉ có cái đợt ảnh đi đánh bài rồi lúc đó là hết rồi phải không? Dạ, hết rồi. Là lúc đó là em đã phát hiện ra là chồng mình không phải là ăn chơi mà là do là bên công việc nó có một chút vấn đề. Thì lúc đó là em buồn quá đánh bài kêu về nói chuyện. Anh nợ tiền công, nợ tiền vật tư bao nhiêu là em lo hết. Em về nhà cha mẹ hai bên á, em mượn tiền xong rồi á em mới đứng ra em trả hết nợ cho chồng em. Rồi hai vợ chồng làm từ từ. Nhưng mà lúc đó nói chuyện là nói kêu bằng anh em hay kêu không, người ta? Không, bằng anh em chị. Lúc đó là cảm ơn vợ. Nói chung là tự nhiên vợ nó hiểu mình. Cảm động đúng không? Dạ, nói chung là mình suy nghĩ kêu ủa sao mình không biết để mà lo vợ con vậy mà mình lại đi làm những chuyện như vậy. Đó. Hôm nay thì em cũng tu tâm rồi, em ấy là lo làm rồi. Cái chuyện gì không thành cho em, cái chuyện đó như vậy bây giờ em nó không góp ý không tiền bạc nó không thoải mái vậy. Mà anh hỏi em nè, em có thuốc không? Dạ có. À, vậy làm dính hết bốn cái rồi đó. Tứ độ tường là ông dính hết rồi đó. À, mấy gái dẫn gái đi qua. Mới cái thôn gì mấy gái đó. Mới kết hôn mà đã mê rồi á. Rồi, rượu chè. Đúng chưa? Hút sách thì bây giờ là hút thuốc. À, dưới bài bạc nữa là tứ độ tường không có đủ rồi đó. Không mà em thôi, đi. Bỏ. Đồng mê gái sao mà mới cưới xong mà đã mê gái là sao em biết? Thì cái lúc em mới sinh đó chị, thấy tin nhắn của bồ cũ ảnh á, nhắn tin mùi mặn lắm. Em nhớ anh mà lúc đó mình mới sinh có hơn một tháng thôi. Em tức em quậy luôn, em quậy sang em gọi điện chí chế gì cho cha mẹ chồng em. Em mất dấu. Không, nhưng mà lúc đó là em thực tế là em cưới vợ rồi, em không suy nghĩ đến người khác, nhưng mà những người bạn gái của em á thì mới gọi điện nhắn tin cho em thôi, nhưng mà em không nói chuyện bình thường thôi, em có đâu có nghĩ gì đâu. Sau cuối cùng tin nhắn thì em cũng đâu xóa. 3 tháng sau vợ vô sanh xong mà vô mà vẫn thấy tin nhắn là chị biết là em đâu có suy nghĩ gì. Nhưng mà không phải chị, đó là con người không có tạo lòng tin cho đối phương. Tại vì em quen ảnh á là em rất là chung thủy mà lo cho cuộc sống tương lai của hai đứa. Nhưng mà ảnh á quen lần 4-5 đứa luôn. Sao em biết? Trời ơi, đi khách sạn chị về nhắn tin cho em ơi anh đi khách sạn với nhỏ đó. Là hồi lúc đang yêu nhau á hả? Lúc đang yêu á. Trời ơi, vậy mà em chấp nhận luôn. Em ngu hồi đó, em ngu mê trai. Em mê trai chồng thì mê gái, vợ mê trai bỏ qua luôn. Đó là em cũng nghĩ là em quen vợ mà vợ đó hiền lắm, nghĩ mà hiền em quen. Tôi cũng hiểu ông sao ông ốm nhom nhách vậy mà ông một hơi bốn đứa mà ông không chứ ai biết rủ đi chơi mà ông đi thì đi người khác. Dạ, như là anh tới đó anh rủ em đi chơi, nhưng mà tại vì hồi đó là em cũng không có muốn đi chơi, chị nghĩ đi làm là 8 giờ em mới tan sở là em mới đi về, là thành ra là em không có muốn đi chơi nữa. Rồi có đánh ghen không? Không chị, vậy rồi em cứ buồn đó, chọn công viên là cái điểm của mình thôi. Khóc ra đó cứ ngồi khóc đã rồi đứng dậy dắt xe đi về. Ừ,
Dạ. Bữa nào buồn buồn ra ngoài khóc có bụng xuất hiện nữa, vui lắm. Bấm bé bụng xuất hiện ấy. Rồi, thôi bây giờ nè, em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Chị mong muốn là chồng em có lỗi là phải xin lỗi, đừng có để vợ nó phát hiện ra rồi mới xin lỗi. Với lại bây giờ thì chồng em cũng là người đàn ông của gia đình rồi, giống như sáng đi làm vậy là chiều sẵn sàng vô bếp nấu cơm cho vợ, sáng ra là quét nhà lau nhà luôn. Hai mẹ con em cứ ngủ là chồng em dậy làm, là thành ra bây giờ là em cứ nghĩ là cái đánh đổi của em á là nó cũng không là cái gì so với cuộc sống sau này đâu. Nên em mới nghĩ 3 năm đầu của hôn nhân thì vướng vấp ai cũng có. Nên bây giờ em chỉ mong chồng em là như bây giờ là được. Về nấu cơm cho em ăn. Có mong là từ bỏ 4 cái thứ kia không? Dạ em nghĩ là chắc chồng em bỏ rồi anh. Bỏ rồi. Dạ, từ cái cuộc là khủng hoảng tiền bạc là bỏ rồi. Chúc anh hỏi nè, bình thường á các cặp vợ chồng lên đây đều có đeo nhẫn cưới. Ủa, vài chồng em không đeo? Dạ thôi em. Thì tại vì lúc cưới á thì tụi em cũng khó khăn tiền bạc lắm, riết rồi cái nhẫn cưới của mình quên luôn. Rồi có năm ngoái á là chồng em nói là thôi đi làm nhẫn cưới, nhưng mà thôi em nói là mình đã qua cái giai đoạn khổ rồi thì bây giờ thôi thì không đeo nhẫn cưới cũng không sao hết. Thế em có muốn có được chiếc nhẫn cưới đâu? Dạ thì cũng có, em cũng mong là sinh nhật hôm nay chồng em tặng cho em cái nhẫn cưới. Dạ dạ thôi em trong chương trình Dừng Son thì em mấy thì em có nhẫn, mua nhẫn tặng vợ. Trời ơi. Em ơi, ngạc nhiên chưa? Quỳ xuống nè Quang. Em 5 năm rồi. Vợ chồng mình xảy ra nhiều chuyện lắm. Thôi anh nợ em lời cầu hôn. Thôi em làm vợ anh nha. Em với con là cuộc sống của anh. Thì nếu mà bây giờ đã đeo nhẫn cưới vô rồi á thì em cũng muốn chồng em giữ cuộc hôn nhân này và hãy là người chồng của gia đình như hiện tại là em hạnh phúc rồi. Bây giờ nè chị thay mặt chương trình ha, chúc cho cái đôi bạn này á là trăm năm gọi là hạnh phúc nè, rồi á những cái điều mà em ước mong là sẽ có, và cái nhẫn cưới này á nó sẽ làm cho tụi em hạnh phúc hơn, yêu nhau hơn nha. Và nắm chặt tay gì hoài nha, nắm nha, đừng có buông nha. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn. Cái Ai Cập á con ngồi sát vô. À đó, dạ. Anh chồng á thì nhìn giống như là người Hàn hay là người đó, nhìn như Nhật hay gì đó. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Thế còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm gì? Dòng hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Dạ, hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại. Cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc mình có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ.
tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đây mình là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng không rồi. Là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Không, lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế cái hôm chồng đến làm gì? Cái hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được ha? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh, mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó, thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Thế là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc, mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ, mặc dù là mẹ mình là chủ tịch. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa các thứ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu
vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không, thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm, em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một vài quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình kiềm biết chế trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Nhưng mà cái lần nó đi về là có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. À, lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Là những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà, chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Nếu bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam mình... ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao không? Nói là bố biết rồi bố. Bố gọi điện ạ. Lúc ấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Là tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng mà cũng đạo không? Dạ không, chồng em không có lại. Minh là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao?
chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu, nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu và thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. À, đang là nhân viên, bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào? Có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy. Em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi. Chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực. Áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn, hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần, cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À thế em là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ Ngọ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn, thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế thực sự, những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè, nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui, chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Rồi có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với, nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi, và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc buổi chiều chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này, giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Julia Roberts. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á, là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình đó. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi không? Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái khả năng của vợ con không? Tại vì của vợ của mình không? Tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok. Thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý, em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng.
thì mẹ khai thác triệt để nữa. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Em thôi rồi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây cái tức này là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam, vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu, cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất không, cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đi này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là chứ. Cho nên em là khen về những người phụ nữ tuổi đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái đúng rồi. Hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Tới kia đi. Dở trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi và là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, nó gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đạo đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười ở đại gái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không?
chồng em thật ra là không ghen nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm, cho nên là chồng muốn sao thì em chịu vậy thôi. Đấy, thế chứ nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen, thực ra là chồng có ghen nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có, khó ăn lắm ạ, nhưng đó, mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu, không cần phải ngay. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ, em muốn, mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó. Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đấy. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Nè. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó, ôi. Này, khó chia sẻ quá. Chồng cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này không? Nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ, cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay cảm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái cảm ràm đấy, đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, thì là em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác hoặc em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói là. Thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe thấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Cảm ràm, đúng không? Cảm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không, em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu, có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là. Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin. Chưa bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi bây giờ thì bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được, chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề rất là cái này nó dài. Tỷ lệ nghịch không lắm nói luôn thì, nếu mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm.
Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói những chồng em làm đi ạ. Nhắn tin khó. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ á, thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng á, là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn ấy đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái... Gọi là bạn không phải... phải không, tức là bạn... Mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi. Vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được. Nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ... Thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn. Chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Em khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế. Đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Thành ra thôi cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kệ đi, đến một lúc nào nó tự nhận thức nó. Tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình. Cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này. Rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế. Ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi. Thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm thương ạ, con. Thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng dạ. Nghe dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội dạ. Sẽ đến với dạ. 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 Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội dạ. Rồi xin chào rồi.